Nam Mô A Di Đà Phật, trân trọng kính chào toàn thể quý Phật tử. Ai trong chúng ta cũng muốn có được một cái sự thành công tốt đẹp, dù sự thành công đó là thành công với đời sống của xã hội, của một con người bình thường, hay là sự thành công đó, sự thành tựu đó là một sự thành tựu trên tiến trình tu chứng. Cho nên đề tài ngày hôm nay chúng tôi trình bày với quý đạo hữu là có công đức thì có thành tựu, mà không có công đức thì không có thành tựu. Cũng như chúng ta làm việc ở ngoài đời xã hội là chúng ta có siêng năng, chúng ta có thời lượng, chúng ta có khả năng làm việc thì ta có thành quả trong sự làm việc đó. Cho nên chúng ta thấy được rằng cái công đức là cái yếu tố, cái nguyên nhân đầu tiên để chúng ta có được sự thành tựu. Khi mà chúng ta muốn gặt hái một cái thành quả tốt đẹp, một sự thành tựu viên mãn là chúng ta phải có công đức. Như là chúng ta lấy gạo nấu cơm, gạo là chất liệu để thành cơm, cho nên chúng ta lấy gạo chúng ta nấu thành cơm để chúng ta ăn. Nhưng chúng ta không thể lấy cát để chúng ta nấu để cát thành cơm cho chúng ta ăn. Cho nên quý đạo hữu phải hiểu được rằng cái công đức là vô cùng quan trọng trên tiến trình của nhà tu. Có những Phật tử nó đi chùa, làm các Phật sự của chùa, nó tôi không cần có công đức. Cái lời nói ấy nhiều khi mình không có quan tâm, không có để ý cho lắm. Nhưng thưa, công đức là một yếu tố vô cùng quan trọng trên cái tinh thần tu tập của người con Phật. Không có công đức là không có thành tựu. Giống như là người ngủ nằm mơ thấy mình ăn những sơn hào hải vị, đó cũng chỉ là cái sự ăn ở trong mơ mà không phải là sự ăn của hiện thực. Điều quan trọng là chúng ta ăn những dĩa đồ ăn, những chén đồ ăn, những tô đồ ăn dọn để trên bàn, và tự tay của chúng ta phải cầm đũa để gắp những đồ ăn đó để vào trong chén, và tự thân của chúng ta phải ăn thì chúng ta mới no. Còn nếu mà chúng ta chỉ ăn ở trong mơ, dù rằng ăn ở trong mơ đó là sơn hào hải vị, những cái đồ ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm, ngon cách mấy đi nữa, nhưng mà thưa quý hữu, đó chỉ là ăn ở trong mơ, chứ không phải là ăn trong hiện thực. Vậy thì hiện thực ngày hôm nay, chúng ta là người nam nữ cư sĩ Phật tử đi chùa, chúng ta làm các việc tốt để làm lợi lạc cho chùa, làm lợi lạc cho bản thân của mình, làm lợi lạc cho gia đình của mình, thì mình phải có công đức. Đó là một cái thiết thực mà chúng ta phải nhìn thấy. Trên tiến trình tu tập cũng vậy đó thưa quý đạo hữu. Cái phước đức vô cùng quan trọng. Dù rằng trên cái con đường tu tập đắc quả A-la-hớn đó, mà chúng ta chỉ có tu tuệ mà không có tu phước, A-la-hớn khất thực bạc. Cho nên cái phước nó đã tác thành cho mình một đời sống, một cái nhân duyên tốt, một cái đời sống đầy đủ trong xã hội này, nếu là đời sống xã hội vật chất. Còn cũng là cái phước đức đó, cái công đức đó, nếu là đời sống của tâm linh, thì chính cái công đức ấy tác thành cho chúng ta có một thành quả tốt đẹp trên cái con đường tu tập thưa quý Phật tử. Trong sự sinh hoạt 24 tiếng đồng hồ, quý Phật tử cố gắng tạo những công đức cho chính mình. Như một người không có giàu có sang trọng, không có tiền bạc nhiều thì làm sao có thể đi chợ, làm sao có thể mua sắm, làm sao có thể làm những điều gì mà mình muốn. Vậy thì mình muốn, trước tiên mình phải có tiền, mình phải có những điều kiện, những phương tiện để mình muốn mua những gì, thì những điều kiện đó, phương tiện đó mình có thể mua, mình có thể sắm. Đó là tiền, đó là bạc trong đời sống vật chất, xã hội. Còn trên cái đời sống tâm linh thì cái công đức là cái yếu tố vô cùng quan trọng để tác thành
trên cái con đường tu tập giác ngộ và giải thoát. Trân trọng kính cảm ơn toàn thể quý đạo hữu, kính chúc quý đạo hữu một ngày vui. Nam mô A Di Đà Phật.